Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, là một diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Diễn đàn tổ chức các kỳ họp thường niên lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên. Với cương vị nước chủ nhà đăng cai các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2017, APEC 2017 hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác song phương, đồng thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác kinh doanh. Trong những năm gần đây, hợp tác du lịch giữa các nền kinh tế APEC luôn được quan tâm đặc biệt. Hình ảnh du lịch APEC không ngừng được củng cố, APEC trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong và ngoài khu vực. Theo thống kê, năm 2015, du lịch APEC đón được trên 396 triệu lượt khách, chiếm 33% tổng lượng khách du lịch thế giới, tạo thu nhập trên 598 tỷ đô la Mỹ, chiếm 44,5% thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 47,9 triệu việc làm trực tiếp, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, sự thịnh vượng chung và kết nối trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành du lịch APEC cũng gặp phải không ít thách thức, đặc biệt là thách thức do thiên nhiên mang lại. Các chất thải rắn và lỏng từ hoạt động du lịch, kinh doanh lưu trú gây ra ô nhiễm môi trường, đất và nước, cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mặt khác, du lịch cũng là ngành dễ bị tổn thương, nhạy cảm với sự thay đổi của thiên nhiên. Vì vậy, phát triển du lịch bền vững được xác định là mục tiêu quan trọng của toàn cầu và của các nền kinh tế thành viên. Các bộ trưởng du lịch APEC đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 800 triệu lượt khách quốc tế đến du lịch trong khu vực. Sau 28 năm thành lập, APEC đã vươn lên trở thành cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều chuyên gia đánh giá APEC là trải nghiệm, bài học cho tất cả các thành viên gắn với hội nhập và phát triển. Trong 10-15 năm qua, độ mở cửa của APEC cao hơn rất nhiều. Các hàng rào thương mại, hải quan, đầu tư và dịch vụ giảm đáng kể. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đưa APEC trở thành khu vực năng động nhất thế giới về thương mại và đầu tư. Thống kê của Cơ quan Hỗ trợ Chính sách APEC cho thấy, kinh tế APEC tăng trưởng 3,3% trong năm 2016. Mặc dù bối cảnh chung còn khó khăn, nhưng vẫn có những dấu hiệu cải thiện tại một số nền kinh tế APEC như Việt Nam. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với các điển hình như Mỹ, Trung Quốc, Australia. Đồng thời, diễn đàn APEC là chất xúc tác cho ra đời rất nhiều hiệp định thương mại tự do, góp phần nâng cao năng lực cải cách kinh tế và hội nhập khu vực. Về dài hạn, APEC phải thích ứng với những xu hướng mới như cách mạng 4.0, đô thị hóa, dịch chuyển lao động. Các cuộc họp hàng năm chính là cơ hội để tăng cường quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác, ổn định an ninh, những điều cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2017, gọi tắt là APEC 2017, là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm của Việt Nam. Và với vị thế là chủ nhà, thì APEC 2017 được kỳ vọng là sẽ tạo những cái bước ngoặt thần kỳ không chỉ cho Việt Nam mà cho cả các nền kinh tế thành viên APEC. Và cùng trao đổi vấn đề này xin được giới thiệu Tiến sĩ Trần Việt Thái là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu APEC Việt Nam. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước tiên thì để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn tổng quan về APEC 2017, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau đây. Quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP và 49% thương mại toàn cầu. APEC khẳng định vị thế là diễn đàn quy mô hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. APEC mang lại nhiều lợi ích thực chất đối với Việt Nam. Hội tụ 13 trên 25 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. 18 thành viên APEC là các đối tác quan trọng trong các FTA song phương và đa phương của Việt Nam. Các thành viên APEC chiếm 78% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 75% thương mại hàng hóa, 38% viện trợ phát triển chính thức, 79% lượng khách du lịch đến Việt Nam,
80% du học sinh Việt Nam đang học tại các nền kinh tế thành viên APEC. Vâng, qua những số liệu vừa rồi thì ông đánh giá như nào về tầm quan trọng của APEC trong bối cảnh Việt Nam hội nhập hiện nay? Trong cái tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, APEC được coi là một trong những cái diễn đàn trụ cột. Thông qua hợp tác với APEC thì chúng ta sẽ hội nhập sâu rộng vào các cái cơ chế hợp tác đa phương năng động ở khu vực trên cả ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất là về thương mại, trụ cột thứ hai là về đầu tư, và cái thứ ba là hợp tác về kinh tế kỹ thuật. Trong cái quá trình hội nhập, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến 2025, bên cạnh việc ký kết các cái FTA, thực thi các cái chiến lược tăng trưởng phát triển bền vững, thì việc tham gia vào các cái diễn đàn, các cái tổ chức cơ chế kinh tế thương mại đa phương ở khu vực là một bộ phận quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam, và APEC chiếm một cái vị trí xứng đáng của nó. Vâng ạ, Việt Nam thì đã đi qua được nửa chặng đường đăng cai APEC 2017 với hàng loạt các cuộc họp và với những cái kết quả cũng khá là tích cực. Qua đó thì khẳng định được cái sự thành công trong công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam, và đồng thời thì cũng tạo được cái sự đột phá về thương mại và đầu tư cũng như là tạo nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam. Ông đánh giá như nào về vấn đề này? Vâng, nhìn lại nửa chặng đường mà chúng ta tổ chức APEC thì có thể nói là cho đến giờ phút này mọi thứ đều diễn ra đúng theo như kế hoạch và như tiến độ. Phải nói là trước hết là có được cái điều đó phải là sự chuẩn bị chu đáo của các bộ ngành, của chính phủ và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao. Phải nói là lãnh đạo cấp cao rất là quan tâm và cái công tác tổ chức, mặc dù là chúng ta còn khó khăn về trình độ phát triển kinh tế, thế rồi cơ sở vật chất cũng còn phải cải thiện thêm, rồi là điều kiện giao thông các thứ cũng phức tạp, nhưng mà nhìn chung là chúng ta đã nỗ lực hết sức và rất là suôn sẻ. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là trong quá trình hợp tác tổ chức diễn đàn APEC này thì chúng ta đã được sự hợp tác của tất cả các nước, các thành viên, các nền kinh tế, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân. Nó là hình ảnh của một đất nước Việt Nam năng động, mến khách chính là từ người dân. Các địa phương đến đây, đặc biệt là những địa phương đã được giao vinh dự tổ chức đăng cai, thông qua đó thì chúng ta đã kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp. Đấy không chỉ là nghiên cứu mà tới đây thì các doanh nghiệp đã và đang vào Việt Nam ngày càng nhiều, đặc biệt là tới cái tuần lễ cấp cao tới đây, tới cái hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Cái kết nối của doanh nghiệp với các địa phương tôi nghĩ là sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và cho xã hội Việt Nam nói chung. Vâng, vậy trở lại với cái APEC 2006 mà lần đầu tiên Việt Nam đăng cai ạ. Khi đó thì cũng đã được dự đoán là tạo rất nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng trên thực tế thì doanh nghiệp Việt Nam lại chưa thể nắm bắt được những cái cơ hội đó. Vậy đối với APEC 2017 thì với doanh nghiệp Việt Nam thì phải làm như thế nào để nắm bắt được những cơ hội trong APEC 2017? Năm 2006 thì lần đầu tiên chúng ta đăng cai tổ chức. Lúc đó thì nền kinh tế của Việt Nam nó rất khác, tiềm lực nó rất khác. Đúng là nhiều cơ hội mang lại nhưng chúng ta chưa tận dụng được nhiều, vì thời điểm đó bối cảnh và cái năng lực của chúng ta nó có hạn. Thế còn năm nay thì cái bối cảnh tình hình nó cũng đã khác rất xa so với cách đây 11 năm. Và cái tiềm lực của Việt Nam kể cả về nền kinh tế nói chung, quy mô kinh tế, số lượng doanh nghiệp và năng lực của mỗi doanh nghiệp nó cũng đã khác trước rất là nhiều. Thì chúng tôi hy vọng là cái tranh thủ được cơ hội sẽ lớn hơn. Tuy nhiên có tranh thủ được hay không thì chúng tôi nghĩ là nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Một là sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp. Cơ hội đến và doanh nghiệp các nơi họ đến thì việc đầu tiên là kết nối. Cái thứ hai là năng lực nắm bắt vấn đề. Và cái chính là thực lực của mỗi doanh nghiệp nằm ở đâu trong cái tổng thể và trong các cái kế hoạch phát triển kết nối của doanh nghiệp toàn cầu. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do vậy dứt khoát phải gặp gỡ, phải chủ động tiếp xúc và trao đổi thì nó mới ra được thông tin, nó mới ra được dự án. Và từ đó thì chúng tôi nghĩ là về phía chính phủ cũng như về phía nhà nước và về phía ban tổ chức, trong đó có Bộ Ngoại giao, thì sẵn sàng tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp chúng ta gặp gỡ, trao đổi. Thế còn có nắm bắt được hay không thì nó lại là nhu cầu của cả hai bên nữa. Thì tôi nghĩ hy vọng là lần này với những cái điều kiện nó khác trước, chúng ta có cái năng lực tốt hơn, quy mô nền kinh tế lớn hơn thì chúng ta sẽ tranh thủ được nhiều hơn. Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, với những kết quả đã đạt được trong nửa chặng đường đăng cai APEC 2017 thì điều này cũng sẽ tạo được những cái định hướng nội dung cho hội nghị trọng tâm ở APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Đà Nẵng.
Và đến đây thì chuyên mục hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.